Chào các bạn. Hôm nay một ngày rất đẹp trời. Vậy tụi mình quyết định sẽ đi cắm trại nha. Ha ha. Cả thì đang ngủ. Hey. Go the goddamn. Wake up, we're camping today, right? Đây là bộ đồ mà trước tụi mình đi cắm trại nha các bạn. Rất là nhỏ gọn luôn. Cắm mà rất là dễ nữa. Đó. À đúng rồi. Mà giờ gần đây mình nhận được rất là nhiều email các bạn nhờ mình gửi đồ về Việt Nam nha các bạn. Nhưng mà các bạn biết là mình ghét phải nói điều này nhưng mà mình không phải là shipper nha các bạn. Và mình cũng không làm mấy cái liên quan tới vận chuyển này nọ đâu. Và mình cũng đã giới thiệu rất nhiều lần rồi, nếu mà các bạn muốn mua mấy cái đồ mà từ Nhật mà gửi Việt Nam á thì rất đơn giản, các bạn có thể xài Zen Market thôi các bạn. Và Zen Market sẽ gửi thẳng về tới nhà của các bạn luôn. Và hàng trực tiếp được mua từ Nhật luôn nên đảm bảo chính hãng và chất lượng tốt nha. Và cũng rất là đơn giản thôi và cũng rất là rẻ. Phí dịch vụ chỉ tầm 60 ngàn thôi, người ta hỗ trợ tất cả như là đặt hàng, nhận hàng, gửi hàng về Việt Nam cho các bạn. Và còn hỗ trợ tư vấn nữa. Và các bạn mua tất cả những đồ gì ở Nhật cũng được, ví dụ như là bộ đồ cắm trại này, hoặc là những cái thực phẩm chức năng, hoặc là những cái mô hình anime này nọ, các bạn đều có thể gửi về Việt Nam các bạn. Và những bạn nào mà muốn mua mấy cái đồ mà kiểu đấu giá trên Yahoo hoặc là đồ second hand á, ở Zen Market người ta làm tất cả cho các bạn luôn. Hoặc là các bạn có thể mua đống đồ gom là một kiện gửi về thẳng Việt Nam được, mà gửi về tới nhà cũng rất là tiện lợi nha các bạn. Zen Market không chỉ gửi về Việt Nam các bạn, gửi về tất cả các nước khác nữa, nên các bạn yên tâm mà xài nha. Và mình để link dưới phần mô tả, các bạn có thể nhấn vào đó và đăng ký làm thành viên và nhận ngay khuyến mãi 300 yên nha các bạn. Đó, ok. Hurry up, go change your clothes and everything. Go Amen? on Really? me What? It looks really sunny. How the hell is can? Purikara. Purikara? Hmm. Nhìn trời đẹp mà ta. Mà cũng hơi có mây thì phải. Bạn lẽ đó hôm nay mình đi cắm trại nhưng mà trời bị mưa nha các bạn. Nên mình quyết định sẽ đi tới quán cà phê này. Rất là đặc biệt. Today. Is it? Pass the street first. Careful, don't get lost. Nankai? 6年4組. Nankai? 4回. 4回? 4回. Okay, 이거요. No, I've never been to elementary school in Japan, at least. What? So, Teacher, teacher. Oh, teacher. Các bạn ngồi nhé các bạn. Đây chắc là một cái quán nhậu với các bạn, không phải là alcohol được qua rồi. Cái gì á? Xin xin cả coi trở lại. Là cái sweet game này các bạn. Một miếng là 110 yên. Take it for free? Wow. What is this? Pudding. Pudding. Good luck, good luck. Try this one. With you. Kibidango. You eat everything? Not everything. Not everything? Oh. Oh, I want this one. I ate this one back in high school. Thì là 500 yên. Một người 500 yên là các bạn có thể vào để ăn thoải mái các bạn. Ở vùng đây là tạm biệt hồ đời hết. Thôi tạm biệt hồ đời nên bữa đi chút. Ừ. Thế? Ủa?
なんかかけるんじゃない？うん、これはこのペンはあの学校の先生が使うペンこれ。全部な。うん。スープの方の野菜ありますよ。田舎のおかげで全部食べないといけないよ。You're not getting home? めっちゃ食べてた。おいしい。When you see it, you think about your past. That's special. This door. Giờ mình đi vào nha. Quán nó mở nhạc hơi to nên không quay nhiều nha các bạn. Sợ với bạn quyền với lại rất là ồn. À, và mình về nhà nha. Thì chỗ đó nói thật thì mình hơi thất vọng một chút nha. Mình có hy vọng hơi cao một chút là kiểu như là nó nhập tâm vào kiểu như đi học một cái trường tiểu học ở Nhật về các bạn. Nhưng mà nó thực chất là cũng chỉ là một cái quán nhậu các bạn. Và có cái team là học sinh tiểu học các bạn. I expect more nha. Emerging. Và bây giờ là sắp 9 giờ rồi. Là chuẩn bị coi đá banh rồi các bạn. Bị đi coi đá banh thôi. Bắt đầu rồi các bạn. Which team are you going to support? Bring your glasses. Can you see it all? Bring your glasses. Xong, bây giờ thấy nó rõ hẳn luôn á. Mấy bữa trước mình coi mình kiểu mờ mờ các bạn. Nhìn nó rõ hơn mấy cái sân bữa trước đá nè. Nhìn nó rõ hơn hẳn luôn. Oh, what the hell? You know who is him? He's a president of Vietnam đó. Sợ. Bây giờ thì mình sẽ kể sẽ coi thôi. Which team are you gonna support? Ah, I'm gonna kill you now. Vietnam đi chơi rồi mà. Nhưng mà Vietnam đi chơi Hà Nội nhé. Sân này nhìn có vẻ không đẹp bằng sân thiên trường nhỉ. Cỏ nó hơi bị khô kiểu bạn. Mấy cái sân cũ thấy đẹp hơn. Cô đá đó. Grandpa. Saka tuần sau sẽ đi bắn mắt nha. Enjoy your last day of classes nhé. Annoying glasses. You think you look good in glasses? No. Kawaii chả? Korea? Việt Nam thì hiệp 1 trận nào cũng không có bàn thắng hết các bạn. Lúc sau quay xe đó. Hãy đáp, hãy đáp. Mà chỉ cần cắt cắt được. Only 10 minutes. Go, 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 go. Vào rồi. Go down. Yeah. Wow. Wow, quả wow, đánh đầu quá đẹp luôn các bạn. Wow. Wow, quả đúng đẹp các bạn. Phút thứ bao nhiêu rồi? Phút thứ 83 rồi. Wow, chắc còn chắc thắng rồi các bạn. Khả năng thắng cao rồi đó. Sắp hết giờ rồi. Wow, chúc mừng nha. Khả năng cao là bảo vệ được huy chương vàng. Cả nam, cả nữ luôn. Ok, bây giờ đang trao huy chương rồi các bạn. Saka thì ngủ rồi. Sáng nay dậy sớm. Tối nay ngủ để ngày mai đi làm nữa nha các bạn. Saka vẫn đang đi làm bình thường. Rồi, và nếu bạn thích video nhớ like, subscribe nha. Muslims.